Amen. Tạ ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Lại một ngày nữa, một tuần nữa, Chúa đã cho chúng con đến đây cùng nhau thờ phượng. Nguyện giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên, cùng nhau hát tôn vinh, ngợi danh Chúa. Và đấng đã bảo vệ chúng ta, để đưa đường chúng ta đến đây. Con mong được xem vua hiển vinh, nơi thiên cung rạng soi khắp chốn, kìa thắng giữa trần nguyện tán dương Ngài. Yêu thương và nhân ai Chúa Cha, xóa hết những tội ô nhơ nhớ, nguyện hát lòng biết ơn Ngài. Hosanna, Hosanna, Hosanna hiển vinh danh Ngài. Hosanna, Hosanna, Hosanna trên trời cao đời. Chọn với tâm hồn nguyện tán dương Ngài, con mong được xem cơn phấn hưng khi con đêm ngày luôn mong ước, con cúi xin Ngài, con khát khao Ngài. Hosanna, Hosanna, lên Chúa Thầy.
điều chi trong con nguyện Giêsu được nghĩ ngợi, xin dâng lên cha chi ai mọi ngày lời ngợi khen Chúa, tụng Chúa yêu, nguyện dâng lên của lễ vui mừng đời con nay dâng Chúa Giêsu. Đời con hôm nay hạnh phúc trong con xin dâng lên nơi chân Chúa yêu thương, khó nguy lo buồn hoặc khi bất an, niềm vui hay đau buồn nguyện dâng cho Chúa Giêsu. Con xin dâng lên Chúa Thánh cuộc đời, điều chi trong con nguyện Giêsu được ngợi khen vinh hiển thay, xin dâng lên cha chi ai mọi ngày lời ngợi khen Chúa, tụng Chúa yêu, nguyện dâng lên của lễ vui mừng đời con nay dâng Chúa Giêsu. Ngày tháng sắp đến, bao nhiêu ước mơ chưa thấy đến trong tầm tay, tất cả ước vọng cùng bao tính toán vùi sâu trong đáy lòng nguyện dâng lên Giêsu. Xin dâng cha yêu dấu cả cuộc đời và dâng cả cõi lòng con vì vinh quang của Chúa thôi. Cha ơi, xin dâng Chúa than ngày dài cùng dâng Chúa tiếng tụng ca, làm của dâng thiên Chúa vui lòng đời con nay dâng Chúa Giêsu. Quay hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Amen. Con xin dâng lên Chúa Thánh cuộc đời, điều chi trong con nguyện Giêsu được ngợi khen vinh hiển thay, xin dâng lên cha chi ai mọi ngày lời ngợi khen Chúa, tụng Chúa yêu, nguyện dâng lên của lễ vui mừng đời con nay dâng Chúa Giêsu. Đời con xin dâng Chúa, đời con xin dâng Chúa hôm nay. Dâng Chúa trọn đời con. Amen Chúa ơi. Chúa ơi, nguyện giờ đây, nguyện chúng con dâng cả đời, cả cuộc đời con làm của lễ vui mừng cho Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Chúa dùng chúng con trong công việc nhà Ngài, trong việc rao truyền tình yêu thương của Ngài đến tất cả những anh chị em, những người xung quanh chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa nhiều lắm vì Ngài luôn ở cùng, luôn bảo vệ, là đấng an ủi, là đấng chữa lành cho mỗi chúng con. Chúa ơi, nguyện Đức Thánh Linh của Ngài ở trong chúng con, ở cùng chúng con giờ này, ở cùng với buổi thờ phượng ngày hôm nay. Chúa ơi, xin dâng ban hát, xin dâng mục sư Tạ Huy Trường trong lời chia sẻ của mục sư đến với mỗi anh chị em chúng con. Mọi sự của chúng con lên cho Chúa. Chúa ơi, những anh chị em nào đang trên đường đến đây, nguyện xin Ngài cũng thúc giục họ, nguyện xin Ngài cũng bảo vệ họ trên đường đến một cách an toàn, để cùng nhau thờ phượng, để cùng nhau hát tôn vinh ngợi danh của Ngài. Chúa ơi, xin dâng hết mọi sự còn lại trong ngày hôm nay lên cho Ngài, và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đồng oan tòa.
Hội Thánh Gia đình Việt Nam tại Seattle xin được gửi lời chào mừng rất thương yêu, rất quý mến đến tất cả quý anh chị em, con dân Chúa có mặt trong nhà Ngài buổi sáng hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời thăm hỏi cũng như rất tạ ơn Chúa với sự hiện diện của quý anh chị em qua màn hình sẽ theo dõi chương trình sau này hay đang theo dõi chương trình thờ phượng với chúng tôi. Chúng ta tin chắc rằng dù chúng ta ở xa nhau nhưng chúng ta cũng chỉ là một thân trong thân thể yêu thương của Chúa mà thôi. Nên cầu xin cho thân thể của Chúa được tiếp tục khỏe mạnh về phần thể xác, vui mừng trong phần tâm linh và luôn được ơn sức của Chúa trong mọi sự. Sở dĩ mình nói về điều đó tại vì chính mình cũng nhờ sức của Chúa mỗi ngày và đến được đây buổi sáng hôm nay. Tuy là khi mà lái xe đi thì trời rất là lạnh, nhưng mà mình thấy ánh sáng rực rỡ chiếu ở trên cây cỏ, những ngọn núi tuyết ở xa. Mình thấy giống như là cái sự vui mừng mà Chúa mang đến là mỗi ngày và luôn luôn có những cái tia nắng hy vọng để mà chúng ta được vực dậy, dù là ở trong bệnh tật hay là có những cái nỗi khó khăn nào hay có những điều gì chúng ta cần được an ủi thì luôn luôn sự hiện diện của Chúa như mặt trời buổi sáng mai sẽ làm sưởi ấm tất cả chúng ta. Ngày hôm nay Hội Thánh cũng vui mừng được chào đón trở lại cô Jindy, và giống như là rõ ràng là ngày hôm nay là chúng ta mới được gọi là gì, sum họp đoàn viên, phải không? Sau là tối thiểu cũng là 2 tháng chúng ta không có được gặp nhau đông đủ, thì chúng ta rất là tạ ơn Chúa về điều đó. Trong tuần vừa qua, Hội Thánh có họp với mục sư và cũng đã đi được đến quyết định là chúng ta sẽ có buổi lễ nhậm chức mục sư quản nhiệm Hội Thánh của mục sư Tạ Huy Trường vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Nên xin tất cả chúng ta cùng đồng lòng cầu nguyện, vì không đơn giản chỉ là mục sư nhận chức vụ quản nhiệm Hội Thánh, nhưng chúng ta tin rằng đây là một bước tiến để mà chúng ta có thể làm việc được với tất cả quý anh chị em cùng yêu kính Chúa tại Seattle để phục vụ tốt hơn nữa cho cộng đồng người Việt chúng ta trong bất kỳ cái phương diện nào mà Chúa đem đến, Chúa cho chúng ta thấy nhu cầu thì chúng ta cùng có thể hiệp sức nhau để mà chúng ta cùng phục vụ, cùng đem sự yêu thương của Chúa đến với mọi người. Nên xin tất cả chúng ta cùng đặc biệt cầu nguyện cho một buổi lễ rất là long trọng và đầy ý nghĩa này. Bây giờ phút này mục sư Tạ Huy Trường cũng có một số lời kêu gọi đặc biệt. Xin mời mục sư. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà chúng ta theo dõi trên media, tức là trên YouTube hay là trên Facebook, thì gần đây những cái tin tức nào là nổi nhất quý ông bà anh chị em? Chúng ta sẽ thấy ở trên đó sẽ nói về vấn đề động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng ngàn hàng người chết. Đó là một cái việc đang xảy ra. Mà bây giờ cái tiếng Chúa nói là trong thời kỳ cuối cùng chúng ta sẽ nghe tiếng về chiến tranh. Và chúng ta thấy là cái việc cuộc chiến giữa Nga với là Ukraine vẫn còn.
mà nó còn có nguy hiểm là có thể gây tới những cuộc chiến lớn hơn. Nếu như mà Mỹ và Trung Cộng mà bước vào thì chiến tranh nó sẽ bùng nổ lớn hơn. Thật ra là chúng ta nghe động đất, rồi chúng ta nghe chiến tranh, rồi quý vị có nghe về tin tức cái cơn phấn hưng đang diễn ra ở các trường đại học ở khắp nơi. Cái đó cũng là cái dấu hiệu Chúa nói là khi tin lành được giảng ra khắp đất thì là cái ngày Chúa đến. Cho nên là chúng ta thấy những cái dấu hiệu xảy ra xung quanh chúng ta là những dấu hiệu được Chúa Giêsu báo vào thời kỳ cuối cùng. Chúng ta sẽ nghe những cái động đất liên tục. Tôi đọc một cái bài ở trên VN Express đó, thì họ nói rằng những người Việt Nam mà ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, họ nói cho tới bây giờ cái chấn động mỗi ngày vẫn có, chứ không phải là chỉ có động đất một lần đó thôi đâu, mà vẫn có những cái chấn động nhỏ, vẫn có những cái nó đang xảy ra. Cho nên là chúng ta thấy động đất, núi lửa, chúng ta thấy chiến tranh, và chúng ta thấy tin lành được giảng ra. Tất cả những điều đó là cái lúc như là một những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải cảnh giác để xây dựng đời sống của mình, vì ngày Chúa đến rất là gần. Mục sư cũng muốn nêu lên đây, tại vì cái chương trình của chúng ta là sẽ có nhiều con cái Chúa ở Việt Nam cũng theo dõi, thì cả Việt Nam đang chuẩn bị cho một cái chương trình truyền giảng lớn lịch sử ở tại đường đua Phú Thọ. Và kỳ này là Franklin Graham, là con của Billy Graham, sẽ về bên đó. Cho nên là chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cái chương trình đầu tháng 3 này, cái chương trình truyền giảng đó. Ước ao là Chúa sẽ đem nhiều người Việt Nam mình trở lại với tình yêu của Chúa. Đây là một cái sự liên kết giữa nhiều giáo phái, và từ truyền thống cho tới hội thánh tư gia, và họp với nhau, và họ đã chuẩn bị, họ đã huấn luyện nhiều tháng để tới cái thời điểm này. Cho nên là mục sư được thúc giục để chia sẻ những cái điều đó để chúng ta cầu nguyện. Cái sức mạnh của sự cầu nguyện, sáng hôm nay trong cái bài học trường Chủ Nhật, cô Hạnh chia sẻ, chúng ta thấy có cái thế lực của thế gian tối tăm này, nhưng mà chúng ta cũng có cái quyền lực ở trong sự cầu nguyện, ở trong Chúa. Cho nên là chúng ta dành thời giờ để cầu nguyện cho điều đó. Chúng ta có cái bài cầu nguyện chung như thường khi không, thưa con? Vậy thì xin chúng ta cùng, nếu được thì chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện. Nếu mà quý bà chị em vì sức khỏe lý do đó mà không tiện thì không nhất thiết. Nhưng mà mục sư thấy có những cái comment ở trong những cái chương trình chúng ta chiếu, có nhiều người họ nói wow, hội thánh tới bây giờ mà vẫn được sự giữ được cái sự cung kính để quỳ cầu nguyện, họ rất là cảm động. Cho nên là nếu chúng ta làm được thì tốt. Chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Chúa ơi, chúng con quỳ ở tại nơi này trong sự hiện diện của Chúa, dâng lên Chúa lời cầu xin. Con cầu xin Chúa được tôn cao ở nơi này. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Xin Chúa Ngài nghe lời cầu xin của chúng con. Chúng con hiệp lòng, hiệp đức tin để dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu xin. Cầu xin Chúa Ngài thương xót những người đang bị thiên tai. Con cầu xin Chúa Ngài cứu giúp những người còn sống ở trong những cái cảnh đau thương, mất mát. Và con cầu xin Chúa ở trong cái nguy biến đó cũng là một cái cơ hội để cho con dân Chúa bày tỏ tình yêu thương của Ngài, và để cho những nạn nhân có cơ hội để chạy đến với Chúa và tiếp nhận Chúa để được sự sống đời đời. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, cũng con cầu nguyện Chúa cho những đất nước, những con người ở trong chiến tranh, những sự chết chóc. Con cầu xin Chúa cũng can thiệp những cái bậc cầm quyền ở tại đó. Và con cầu xin Chúa Ngài tiếp trợ cho người dân tình yêu, nhu cầu cuộc sống. Và xin Chúa cũng cho họ chạy đến được với Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con cũng
vui mừng khi thấy công việc quyền năng Thánh Linh của Chúa đang tác động ở trên nhiều người trẻ, những cuộc phấn hưng lan ra ở nhiều nơi và bắt đầu lan ra ở các nước khác nhau. Chúa ơi, Chúa sẽ hứa với chúng con là tin lành sẽ được giảng ra khắp đất, và con tin rằng Chúa sẽ có những cái cách diệu kỳ của Ngài để đem người ta về với Chúa. Xin Chúa cho điều đó xảy ra ở trên thành phố của chúng con, xảy ra ở trên người dân Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, trong tháng 3 này, đầu tháng 3, thì chương trình Xuân Yêu Thương, một chương trình truyền giảng lớn ở tại Việt Nam, con cầu xin Chúa sức dầu ở trên đầy tớ của Chúa, Chúa sức dầu ở trên ban tổ chức, Chúa sức dầu trên toàn thể con dân của Chúa. Khi họ đi ra, họ làm trật tự, họ đi làm tiếp tân, họ đi ra mời thân hữu. Chúa ơi, xin sự thương xót của Chúa đổ ở trên dân tộc của chúng con. Xin Chúa Ngài cứu người dân Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Ngài cứu bậc cầm quyền của chúng con, để rồi những người lãnh đạo là những người biết tin kính Chúa, để đất nước sẽ được phước. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn ở trên mỗi ông bà, anh chị em, ở trong nhóm nhỏ của chúng con ở tại đây, để cho chúng con hiểu rằng chúng con nhỏ, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng con không hề nhỏ. Đấng ở trong chúng con lớn hơn quyền lực ở trong thế gian này, để chúng con có sự hiệp nhất, chúng con có sự yêu thương, và chúng con kêu cầu danh của Chúa, và chúng con trông đợi để thấy quyền năng của Chúa được thi thố ở trên khắp đất. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con sức lực. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con công ăn việc làm, cho chúng con có cơ hội để có tài chánh, để mưu cầu cuộc sống và để hầu việc Ngài. Xin Chúa Ngài ban ơn ở trên cái số tiền dân của mỗi chúng con dâng lên cho Chúa. Xin Chúa Ngài mở rộng lòng dân hiến của chúng con, và xin Chúa cho chúng con thấy rằng Chúa là đấng thành tín. Khi chúng con gieo ra, chúng con sẽ gặt bội phần hơn, và Chúa sẽ ban phước lại cho chúng con, không phải chỉ tài chánh mà mọi góc độ, mọi khía cạnh ở trong cuộc đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin Chúa ban cho chúng con có sự khôn ngoan để sử dụng những cái của dân mà chúng con nhận được từ nơi con dân của Chúa. Hội thánh có sự khôn ngoan để sử dụng vinh hiển danh của Chúa, ích lợi cho vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con dâng cái thì giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay trong tay của Chúa. Nguyện Chúa Ngài bao phủ hết thảy chúng con. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý ông bà, chị em an tọa. Xin mọi người cứ tự nhiên trong phần dân hiến. Okay.
mời cô Châu đọc Kinh Thánh. Cho xin đọc Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ đoạn 5 từ câu 8 đến câu 9. Hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Hãy chống cự nó, hãy đứng vững trong đức tin, vì biết rằng các anh chị em khác cũng đang gặp cùng sự khổ. Các ngươi đang bị rủa xả, vì các ngươi cả nước đã ăn trộm của ta. Hãy đem tất cả phần mười vào kho của ta, để nhà ta có lương thực. Hãy làm như thế để thử ta, Chúa vạn quân phán, để xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăn. Trong Giăng đoạn 13 câu 10, Đức Giê-xu dạy, người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch. Amen. Giờ này xin mời Mục sư Trường lên chia sẻ lời hằng sống của Chúa. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Trước khi chúng ta cùng học lời Chúa chung với nhau, mục sư muốn thay mặt gia đình dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn tình yêu thương của Hội Thánh. Ở trong tuần qua thì vợ chồng tụi này có cái kỷ niệm 20 năm ngày cưới, và thật sự đó là tình yêu và ân sủng của Chúa đã ở cùng với gia đình. Và trong tuần vừa qua, như cô Hạnh có nói, cũng có một cái quyết định lớn của gia đình và của Hội Thánh, đó là chúng ta ký giấy hôn thú để chấp nhận sống với nhau ở trong những ngày tháng tới, đồng cam chịu khổ. Xin Chúa Ngài sẽ ban ơn để chúng ta cứ giữ cái tình yêu thương của Hội Thánh như chúng ta đã có. Và chúng ta tin tưởng rằng những ngày tới tốt hơn những ngày qua, và Chúa sẽ ban cho Hội Thánh của chúng ta sẽ có những linh hồn trở lại với Chúa. Và cũng ước ao là mỗi chúng ta thấy được sự trưởng thành ở trong tâm linh, ở trong đời sống của mình. Hôm nay là một cái sứ điệp mà Chúa bày tỏ cho mục sư những cái lẽ thật rất là lạ. Mục sư chưa có nghe mấy ông mục sư khác giảng nên là rất là háo hức đã chia sẻ cái đề tài này cho Việt Nam. Nhưng mà cứ mỗi lần mà mục sư chia sẻ, cái lần sau mục sư lại học được những cái ý mới. Cho nên là quý vị nghe lần này là như mục sư giảng lần thứ ba rồi đó, nhưng mà nó là cái phiên bản rất là hay. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con cần Ngài. Xin Ngài sức dầu ở trên chúng con. Chúng con nương cậy vào Ngài để chúng con giảng là giảng trong sự hướng dẫn của Ngài, chúng con nghe là nghe trong sự hướng dẫn của Ngài, và cho chúng con nghe được cho riêng tư của mình, cho chúng con có can đảm để nhận được lời của Chúa, làm theo lời của Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Cho mục sư trở lại câu Kinh Thánh được không con? Cái câu chính là Phi-e-rơ nhất. Rồi, đúng rồi. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta đọc cái bản này thì mục sư cũng đọc theo cái bản này để cho chúng ta có thể dễ theo dõi. Cũng nói với lại quý ông bà anh chị em, những người trong đền thờ cũng như là xem livestream, cái bản tiếng Việt của chúng ta ngày nay cũng bắt đầu phong phú rồi. Chúng ta có tới 4-5 cái bản dịch khác nhau. Cho nên là chúng ta đừng có nặng một cái bản dịch nào, nhưng mà chúng ta có thể xem và chúng ta có thể so sánh. Và nhất là nếu chúng ta biết tiếng Mỹ thì so sánh tiếng Mỹ, mà biết tiếng cả Hy Lạp với Hebrew thì càng về gốc thì nó sẽ càng rõ hơn. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 câu 9 nói như vậy: hãy tự chủ và tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em là ma quỷ, như sư tử rống đang rình rập chung quanh để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Ở đây chúng ta thấy rằng Kinh Thánh ghi rõ ràng là chúng ta có một cái kẻ thù, và kẻ thù đó là ma quỷ. Và kẻ thù đó là rình rập đi để tìm kiếm người nào nó có thể ăn nuốt được. Như vậy không có nghĩa là ma quỷ có quyền
tự động mà ung dung tự tại mà cứ tới mà bắt con dân Chúa mà ăn nuốt được đâu. Nhưng mà sẽ có những người nó ăn nuốt không được, và có những người thì nó ăn nuốt được. Cho nên là cái sứ điệp của mục sư hôm nay muốn nói là làm sao để chúng ta không có bị cắn nuốt. Undevourable, tức là nó không thể nào cắn nuốt chúng ta được. Bây giờ chúng ta đi vào những câu kinh thánh này để học với nhau. Cái điều đầu tiên mục sư muốn nói là cái chữ tự chủ và cái chữ tỉnh thức á. Thực ra trong cái bản gốc á, là dịch cái chữ tiết độ, hay là bản này dịch tự chủ, thực ra nó không có đúng nghĩa. Tại vì nếu mà chúng ta nói tiết độ, tự chủ thì chúng ta lại thấy nó khác biệt với cái trái cuối cùng của Thánh Linh, là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại. Tiết độ thì cái chữ tiết độ đó là self control, thì nó là tự chủ thì đúng. Nhưng mà ở trong cái bản tiếng Anh á, thực ra cái chữ tự chủ này là chữ sober, là cái chữ mà dành cho mấy người mà trước kia bị nghiện rồi bây giờ ra được đó. Cho nên cái chữ này nó thật sự là cái chữ tỉnh táo. Cái phản nghĩa của cái chữ này á, là cái chữ mê muội, hay là cái chữ bị say xỉn. Giống như là chúng ta có thể rơi vào tình trạng không có tỉnh, chúng ta bị mê muội, chúng ta bị say. Có thể là say tình, có thể say tiền, có thể say rượu, có thể, nhưng mà cái cảm giác chúng ta là không có tỉnh. Chúng ta cần phải tỉnh táo. Cái chữ thứ hai tỉnh thức thì chấp nhận được, là bởi vì cái chữ thứ hai này, cái phản nghĩa của nó là cái chữ ngủ mê. Có hai cái tình trạng mà con cái Chúa cần phải lưu ý, là mình bị mê muội, mình bị say, và cái tình trạng thứ hai là mình ngủ mê. Và hai cái tình trạng đó khiến cho ma quỷ có thể tiếp cận mình mà mình không biết. Cũng giống như bây giờ mình tưởng tượng mình ở trong nhà mà ăn trộm nó vào được trong nhà của mình, mà trong lúc mình đang xỉn, mình nhìn không biết nó là con mình hay nó là ăn trộm, là thấy nguy rồi. Trường hợp thứ hai là nó vô nhà nó dọn đồ mà mình cứ ngái khò, mình không hay biết gì hết. Thì cả hai cái tình trạng đó là hai cái tình trạng nguy hiểm. Thì ở đây ông Fierro ông nói là phải tỉnh táo, phải tỉnh thức. Mình là con cái của Chúa, mình thật sự có một kẻ thù. Nói tới cái chỗ này thì quý bà anh chị em sẽ ngạc nhiên là khi người ta thống kê đối với lại cơ đốc nhân, những người gọi là cơ đốc nhân ở tại Hoa Kỳ, tới trên 50% không tin là có ma quỷ. Họ nói đó chỉ là một cái khái niệm tượng trưng thôi, cũng giống như để dạy người ta điều thiện, điều ác, để có Chúa và ma quỷ đâu vậy thôi, chứ không có thiệt. Quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em không tin là ma quỷ có thiệt, tôi nghi ngờ không biết quý ông bà anh chị em tin là Chúa có thiệt hay không nữa. Chúa chúng ta là thật, và ma quỷ là thật. Cũng giống như chúng ta có Thánh Linh là thật, thì có tà linh cũng thật. Và cái cuộc chiến thuộc linh nó luôn diễn ra. Mà khi chúng ta biết rằng chúng ta có những kẻ thù, thì lúc đó chúng ta mới chịu giữ cho mình tỉnh táo, chúng ta mới chịu giữ cho mình tỉnh thức. Còn nếu mà mình cảm thấy là đâu có ai thù hằn gì mình đâu, thì mình đâu có cảnh giác. Cho nên cái chỗ này nói rằng hãy tỉnh táo, hãy tỉnh thức. Kẻ thù của anh chị em, khi mà Fierro nói của anh chị em, tức là nói là con cái Chúa, chứ không phải là nói là cái người bên ngoài nha. Con cái của Chúa, chúng ta có một kẻ thù. Là tại vì ma quỷ nghịch lại với Chúa. Như tôi có lần nói, mà ma quỷ không có làm gì được Chúa, cho nên là ma quỷ tìm cách tấn công con của Chúa. Cho nên là chúng ta có một cái kẻ thù, chúng ta phải tỉnh thức. Tôi đi tiếp, để nói rằng trong câu đó lại nói tiếp là ma quỷ là ma quỷ, nhưng mà sao nói là sao? Như sư tử rống. Cái chỗ này như thôi, tức là nó làm ra vẻ giống như là sư tử rống. Tại sao? Là bởi vì á, ở trong Kinh Thánh đó quý ông bà anh chị em, tôi đọc Khải Huyền đoạn 5 câu 5, okay? Bấy giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Giuđa, tức là chòi của vua David, đã thắng. Thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu của chúng ta được gọi là sư tử của chi phái Giuđa. Cho nên là bây giờ chúng ta bắt đầu cảm thấy confused, lẫn lộn. Như vậy sao chỗ này thì nói là Chúa là sư tử, rồi bây giờ chỗ này nói là ma quỷ như sư tử.
là tại vì ma quỷ làm ra vẻ như là hình ảnh của vua trên muôn vua, nhưng mà nó là hình ảnh của sư tử rống, như sư tử rống. Thì bây giờ mục sư lại muốn dẫn quý bà anh chị em tới một cái câu kinh thánh rất là quan trọng, là Châm Ngôn đoạn 19 câu 12. Lời của Chúa nói như vậy: vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét. Vua thạnh nộ khác nào sư tử gầm thét. Chúa của chúng ta là vua trên muôn vua, và ma quỷ nó giả hình, nó giả dạng như là Chúa chúng ta đang trông như một vị vua đầy sự thạnh nộ và sự hình phạt. Đó là cái cách của ma quỷ. Cách của ma quỷ là làm cho chúng ta hiểu sai, có cái nhìn sai về Chúa của chúng ta. Có nhiều người nghĩ Chúa giống như là có thiên lôi vậy ha, cầm cái búa là cứ canh đứa nào làm sai là thiên lôi chém mày ráng chịu, phải không? Lúc nào Chúa cũng là một cái người rất là nghiêm khắc, Chúa lúc nào cũng là đầy thịnh nộ, Chúa lúc nào cũng sẵn sàng trừng phạt. Và cái tiếng gầm đó để cho chúng ta thấy rằng chúng ta là tội lỗi, chúng ta là phải hổ thẹn. Ma quỷ nó làm cho chúng ta có cái nhìn sai về Chúa. Mà khi chúng ta có cái suy nghĩ sai về Chúa thì cái cảm xúc chúng ta sai về Chúa, và cảm xúc nó dẫn tới hành động của chúng ta sai. Cũng giống như bây giờ một đứa con ở trong nhà mà lúc nào nó cũng thấy ba nó cầm cây, lúc nào ba nó cũng là dữ dằn với nó, khi nó gặp nguy hiểm nó dám chạy lại với ba nó không? Không dám. Cho nên là ma quỷ muốn cho chúng ta thấy Chúa chúng ta như là một cái vị vua đầy thịnh nộ. Để chi? Để rồi khi mình gặp nguy hiểm á, mình chạy xa Chúa chứ mình không chạy về Chúa. Mà khi mà mình ra khỏi cái sự bảo vệ của Chúa thì là mình làm mồi của ma quỷ ngay tức khắc. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ mới nói là như là sư tử rống. Nó không phải là Chúa của chúng ta, nhưng mà nó làm ra vẻ như là Chúa, nhưng mà nó lại xây dựng một cái hình ảnh Chúa chúng ta một cách sai lệch, và làm cho chúng ta nhìn sai về Chúa thì chúng ta cảm xúc và chúng ta tránh xa Chúa. Tiếp theo, để tới cái phần mà mục sư muốn chia sẻ chính. Rồi ma quỷ đi rình rập. Quý ông bà anh chị em, cái chữ rình rập đó cho mình thấy rằng cái thứ nhất là nó không có quang minh chính đại rồi. Cái thứ hai là cho mình thấy rằng không phải là nó muốn bắt ai là bắt, muốn nuốt ai là nuốt, nhưng mà nó take time. Ma quỷ rất là nhẫn nại và học biết mỗi người chúng ta. Tôi tin chắc như vậy, tôi tin chắc là giống như Việt Nam mình nói có quỷ sứ vậy. Có quỷ lớn rồi xong rồi có quỷ sứ rồi xong rồi mỗi con cái của Chúa là có quỷ đi theo để phá mình, để theo dõi, để tấn công mình. Và ở đây nói là rình rập, tức là tốn nhiều thời gian để theo dõi. Tôi tin rằng có một con quỷ đi theo ông mục sư Trường để coi ổng dễ nổi nóng ở khi nào, ổng dễ mà nản lòng bỏ cuộc là khi nào, ổng đói bụng ổng ra làm sao, ổng mệt ổng ra làm sao. Ma quỷ nghiên cứu chúng ta. Quý bà chị em có tin điều đó không? Quý bà chị em có khi nào thấy rằng ở trong gia đình mình, vợ chồng mình có nhiều lúc gây gỗ với nhau, có một đề tài cũ mềm thôi, và cũng ở trong một cái tình huống tương tự với nhau, giống như là một người mệt, người kia đem cái vấn đề đó ra là băm 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 là có chuyện. Mà mình còn thấy được như vậy, huống chi là ma quỷ. Ma quỷ nó nghiên cứu mình. Ma quỷ không có quyền lực như Chúa mình, nhưng mà ma quỷ nó theo, nó rình rập, nó theo dõi. Và khi mà những cái lúc chúng ta yếu lòng, nó sẽ tấn công chúng ta. Cho nên cái chữ rình rập cho chúng ta thấy rằng ma quỷ nó có chủ đích là tập trung, là để tấn công chúng ta, để cắn nuốt chúng ta. Và nó tìm hiểu cái lúc nào là nó có thể cắn nuốt được. Bây giờ đi vào cái chỗ chính, nói rằng để tìm xem người nào nó có thể ăn nuốt được. Thế nhưng mục sư đọc tới cái chỗ này, mục sư mới đặt câu hỏi ngược lại. Như vậy thì làm sao cho nó đừng có cắn nuốt được mình? Phải không? Thì mục sư học được một vài điều muốn chia sẻ với lại quý bà anh chị em. Cái thứ nhất, như nãy chúng ta nói, chúng ta phải biết Chúa của mình. À, ở Việt Nam, sau này có những cái show truyền hình mà những ca sĩ giả giọng và tác phong giống như những ca sĩ nổi tiếng ngày xưa, để coi ai làm giống hơn thì cái người đó sẽ được giải thưởng. Quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể copy, nhưng mà chúng ta khán giả ô giống quá,
Nhưng mà tưởng tượng như mà ông xã của cái cô ca sĩ đó hay là bà xã của cái anh ca sĩ đang ngồi nói giống đầu giống, phải không? Nghe là khác liền. Nếu chúng ta gần với Chúa của chúng ta thì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta là lion nhưng mà không bao giờ là roaring trong cơn thịnh nộ. Ma quỷ kiện cáo nhưng mà Chúa Thánh Linh chỉ cáo trách để sửa chúng ta chứ không phải kiện cáo để đẩy chúng ta đi xa. Cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải biết Chúa của mình, cần phải an ninh ở trong cái tình yêu của Chúa để mình chạy đến với Chúa, mình không có bị tấn công. Cái thứ hai là cái câu chuyện mà mục sư có nói liên quan tới Giăng đoạn 13 mà mục sư giảng trong cái kỳ nghỉ dưỡng lần đầu tiên mục sư gặp với ông bà anh chị em trong cái lễ rửa chân đó, thì mục sư có nói về cái gương phục vụ của Chúa Giêsu. Mục sư nói bốn điều, thì ở trong đó mục sư nói là phải biết mình, phải hạ mình, phải rửa mình và soi mình. Nhớ không? Thì ở trong đó có nói tới vấn đề rửa mình. Thì Chúa đến với lại rửa chân cho Phi-e-rơ nói, no, Chúa mà lại rửa chân cho tôi. Thì Chúa nói là nếu mà ngươi không để cho ta rửa chân thì ngươi không có phần với ta. Đọc bản tiếng Anh sẽ thấy rằng Chúa nói là ngươi không có phần với ta chứ không phải là không có phần trong ta. Để một hồi một sẽ nói tiếp. Thì xong rồi ổng nghe vậy ổng nói, vậy thôi tắm luôn, tắm hết luôn, từ đầu xuống tới chân là coi như là làm hết đi. Thì Chúa mới nói cái câu đó, Chúa nói rằng, người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch. Cái chỗ này làm chúng ta nhớ tới là ở trên thập tự giá đó, quý ông bà anh chị em, khi mà lính nó lấy giáo nó đâm hông của Chúa đó, thì Kinh Thánh nói rằng, huyết và nước tuôn chảy ra. Thì thường là chúng ta nghe nói nhiều về huyết của Chúa, không có sự đổ huyết, không có sự tha tội, Chúa đã đổ huyết ở trên thập tự giá cho chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh không có dư, tại sao có thêm cái chữ nước trong đó? Cái chữ huyết là để chúng ta tắm ở trong huyết của Chúa, được tinh sạch một lần đủ cả. Chúng ta đã tiếp nhận Chúa, đã đón nhận huyết của Chúa là một lần, không cần phải tắm lại. Cái này là nói thuộc linh nha, chứ không phải về không tắm. Cái thứ hai á, là cái rửa. Thì Chúa nói với Phi-e-rơ á, tắm thì một lần thôi, nhưng mà rửa thì phải hằng ngày. Cho nên là huyết của Chúa đổ ra để tắm chúng ta một lần, nhưng mà nước đổ ra là để rửa chúng ta hằng ngày. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 26, khi mà lời của Chúa nói về vợ chồng á, thì nói rằng cái người chồng phải làm tinh sạch vợ mình, phải rửa vợ mình bằng lời của Chúa. Bằng lời của Chúa. Quý vị chịu khó nhẫn nại chút để mục sư sẽ nói được cái ý mục sư muốn nói. Như vậy thì rửa bụi mỗi ngày bằng lời của Chúa. Rồi bây giờ đem tất cả trở về Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký khi mà ma quỷ xuất hiện thì xuất hiện dưới hình dạng của con rắn, để cám dỗ Adam và Eva bất vâng phục Chúa, phạm tội. Sau đó thì họ bị một cái hình phạt, phải ra khỏi vườn địa đàng. Nhưng mà Chúa cũng có cái hình phạt cho con rắn. Hình phạt con rắn là ngươi phải bò bằng bụng và ngươi phải ăn bụi đất. Nhớ không? Như vậy thì ma quỷ cắn nuốt cái gì? Ma quỷ tìm được thức ăn là ở trong bụi đất. Nếu mà chúng ta có bụi đất thì chúng ta làm mồi cho ma quỷ. Bây giờ làm sao để ma quỷ khỏi cắn nuốt chúng ta thì phải rửa sạch cái bụi đất đó đi. Hằng ngày, bằng lời của Chúa. Người Việt mình có cái chữ gọi là rùi bu kiến đậu. Rùi bu kiến đậu, khi chúng ta thấy kiến mà vô nhà là biết hũ đường hay gì đó, hũ mật gì đó mở ra có ngọt, kiến nó mới tới. Có gì đó tanh ở trong nhà thì là ruồi nó tới, đúng không? Bây giờ mình làm sao để cho nó đừng có tới? Mình phải dọn cái đường ngọt đó đi thì kiến nó sẽ không tới. Mình dọn những cái tanh hôi đi thì ruồi nó không tới. Mình rửa mình sạch sẽ khỏi đất đi thì ma quỷ nó đâu có tìm được thức ăn của nó ở trên mình. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mục sư thấy. Cái thứ hai, hồi nãy cái thứ nhất là phải biết và tin tưởng vào cái tình yêu thương của Chúa. Cái thứ hai là mình phải rửa mình hằng ngày ở trong lời của Chúa.
chúng ta có những cái tư tưởng sai, chúng ta có những cái hiểu lầm sai, và chúng ta cần phải lẽ thật của Chúa để chỉ cho chúng ta thấy mình sai, để mình sửa lại. Thì đó là hình thức chúng ta rửa. Cũng giống như ở đây, nếu mà chúng ta đọc, chúng ta nói là ma quỷ nó gạt mình, nó đưa một cái hình ảnh là Chúa là một cái ông vua đầy thịnh nộ như một con sư tử rống. Nhưng mà khi mà mình đọc được lẽ thật của Chúa thì mình biết không phải như vậy. Chúa là cha yêu thương, và cái tình yêu của Chúa không hề thay đổi. Thì khi mình hiểu được cái lẽ thật của đó, lời của Chúa, thì nó rửa cái bụi đất ở trên đời sống, trên tư duy của mình, thì ma quỷ nó không có cắn mình được. Amen. Cho nên quý bà anh chị em, cái điều này là cái điều mục sư muốn quý bà anh chị em trong hội thánh ở tại đây nghe. Mục sư không có ngại là chúng ta ít người, ok? Chúa sẽ cho chúng ta được tăng trưởng trong thời điểm của Chúa. Nhưng mà mục sư muốn là mỗi người chúng ta được sự tăng trưởng. Đừng có bao giờ coi nhẹ cái sự cầu nguyện, và đừng bao giờ coi nhẹ cái sự học lời Chúa. Chúng ta phải thách thức chính mình, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, giống như mục sư đã từng giảng cái bài giảng là mình phải bới, phải không? Phải bới, phải bón rồi để mình không có bị bứng, phải bới thêm, phải cố gắng trong năm nay nỗ lực thêm, set alarm để dạy học kinh thánh, phải cố gắng để dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Cho nên là phải rửa mình, để cho rửa đi những cái bụi đất đó. Cái điều thứ ba, và nó liên quan ở tới cái phần kinh thánh kế tiếp đó Hoàng, ở trong Malachi. Còn không thì mục sư tự đọc, không sao. Bỏ cho TV mục sư không lên. Ok, giờ chúng ta coi trên đi. Các ngươi đang bị rủa xả vì các ngươi cả nước đã ăn trộm của ta. Chúa nói đến cái vấn đề dâng hiến. Khi mà chúng ta không có trung tín ở trong cái sự dâng 1/10 thì đó là lời của Chúa. Chúa nói là mình ăn trộm của Chúa. Sau đó Chúa nói rằng hãy đem tất cả 10% vào kho của ta để nhà ta có lương thực. Hãy làm như vậy để thử ta. Chúa biết là cái điều đó là cái điều khó khăn với chúng ta, cho nên Chúa kêu là thử đi. Ngươi con cứ thử một lần coi, để con có thấy là con có bị mất không, hay là ta sẽ đổ phước cho con nhiều hơn. Chúa kêu rằng hãy làm để thử ta, Chúa vạn quân phán, để xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng. Đó là trong cái bản cũ mục sư thuộc cái câu đó. Nhưng mà qua cái câu 11, cho ông sư câu 11 được không? Có câu 11 không? Không à. Ok, vậy mục sư đọc câu 11. Cái câu 11 mới là cái câu quan trọng. Chắc mục sư nói lộn cho anh em. Câu 11 nói tiếp theo là như vậy. Tại vì á, Malachi đoạn 3 câu 10 này á, con cái Chúa nghe hoài. Mỗi lần mà nói tới dân hiến, ông mục sư cứ đem câu kinh thánh này ra hoài. Có nhiều lúc mình nghe vui, có nhiều lúc mình nghe riết phát bực, phải không? Nhưng mà cái đó là cái lời hứa của Chúa, chứ không phải là của mấy ông mục sư. Nếu mà mình tin tưởng nơi Chúa, mình dâng hiến thì Chúa mở cửa sổ đổ phước xuống cho mình. Nhưng mà thường là chúng ta chỉ dừng lại ở câu 10, nhưng mà cái câu 11 hay lắm. Câu 11 lời hứa tiếp theo là gì? Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Cái chữ cắn nuốt này là exactly là đúng cái chữ mà Phi-e-rơ nói là ma quỷ rình rập để tìm kiếm người nào nó có thể cắn nuốt được. Thì ở đây lời Chúa hứa là ta sẽ vì các ngươi cản lại, ngăn cấm cái kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trồng trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cái điểm mục sư muốn nói là cái gì? Đây là cái điều thứ ba để cho ma quỷ không có cắn nuốt được. Đó là nếu mình đặt niềm tin của mình và trung tín ở trong cái sự dâng hiến. Đây là cái giao ước mà Chúa hứa với chúng ta. Đức Chúa Trời hứa với chúng ta là nếu mà chúng ta thử Ngài đi, chúng ta trung tín ở trong sự dâng hiến, thì chúng ta sẽ thấy Chúa mở cửa sổ đổ phước xuống cho chúng ta. Đổ phước chứ không phải đổ tiền nha. Có nhiều người nghĩ rằng như vậy mình dâng 1 đồng, mình tin là Chúa sẽ cho 10 đồng, giống như chơi gamble, chơi quách bài vậy. Thì không phải vậy, cái phước của Chúa có thể là tài chánh, nhưng mà sức khỏe, bình an,
mọi điều thành công, mọi điều yên ổn, nhiều phước, Chúa đổ phước xuống. Nhưng mà ngoài cái việc mà Chúa đổ phước xuống á, thì Chúa còn ngăn cản cái kẻ cướp phá. Cái điều này nó quan trọng lắm quý ông bà anh chị em. Có nghĩa là cái đồ ở trong nhà mình á, nó sẽ bền hơn, nó sẽ xài tốt và bền hơn. Mục sư mua cái gì ở trong nhà cũng vậy á, mỗi lần mà mua được từ đồ rồi xe rồi bất cứ cái gì, xúm nhau ra cầu nguyện và cầu nguyện công bố là Chúa ơi, xin Chúa cho những cái điều mà chúng con có được á, nó sẽ xài tốt và nó sẽ last long, nó sẽ xài bền. Đó là lời hứa của Chúa. Mà trong cái lời hứa của Chúa này á, là không có bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh quý ông bà anh chị em. Tức là dù cho thế giới này là đang có khủng hoảng kinh tế thế giới hay là đại dịch toàn cầu, thì lời hứa cho những người trung tín trong sự dâng hiến là Chúa sẽ cản cái kẻ cướp phá, nó không có đến với mình được. Ma quỷ là kẻ thù là có thật. Kinh Thánh nói là ma quỷ là cha của kẻ nói dối. Ma quỷ kiện cáo ngày và đêm, và ma quỷ là cướp phá quỷ diệt. Và ma quỷ sẽ làm những cái công việc cướp phá là bản chất của ma quỷ. Nó cướp sức khỏe, nó cướp bình an, nó cướp hạnh phúc của chúng ta. Và nó tìm cách để làm cái công việc đó. Chúng ta để ý đi, chúng ta mà càng bị bám vào trong đồng tiền của mình á, là ma quỷ nó tấn công chúng ta kinh khủng lắm. Là bởi vì Chúa nói là chúng ta không thể nào vừa thờ phượng Chúa vừa thờ phượng ma môn được. Chúng ta phải xác định ai là Chúa của mình. Và khi mà mình tin á, thì Chúa sẽ giúp chúng ta. Mà bảo vệ ở đây nói sao quý ông bà anh chị em? Ngăn cản cái kẻ cắn nuốt nè, tức là ma quỷ, phải không? Rồi nó sẽ không có phá hại bông trái. Bông trái của chúng ta là gì? Là kết quả công việc làm của chúng ta. Bông trái thân thể chúng ta là con cái của chúng ta. Tất cả những điều mà chúng ta có được, Chúa nói là Chúa sẽ bảo vệ để cái bông trái nó được kết. Cho nên đó là cái điều đó rất là quan trọng. Rồi sau đó nó là gì nữa? Rồi những cái cây nho các ngươi trong đồng ruộng sẽ không rụng trước khi đến mùa. Tức là Chúa muốn chúng ta sanh bông trái theo thì tiết, lá chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Cái đó là mình ở trong vòng nước của Chúa. Còn ở đây á, là cái kẻ cướp phá nó tới, nó sẽ khiến cho chưa tới kỳ vụ là bị chết ngang rồi. Chúng ta nghe bao nhiêu lần Việt Nam mình thấy mình đọc mà mình rơi nước mắt. Tới cái mùa thu hoạch, cái một cái cơn bão gì tới đó là nước ngập, lúa chưa kịp chín phải mò xuống dưới nước xúm nhau gặt. Chưa tới kỳ định là đã bị phá rồi, bị cướp phá rồi. Có nhiều người nuôi heo chưa tới cái ngày mà có thể bán được, nuôi cá chưa có tới ngày mà bán được tốt nhất, bị một cái bệnh gì đó, bị một cái dịch gì đó là coi như là tiêu tan hết. Nhưng mà Chúa hứa ở đây là Chúa sẽ cản cái kẻ cướp phá và mình sẽ thấy được cái kết quả đúng kỳ định mà Chúa ban cho. Amen quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em, đây là một trong những cái ải lớn nhất của những người theo Chúa. Mục sư nói thật, nói mục sư đã từng làm tín đồ trước khi mình làm mục sư. Nhưng mà hãy thử Chúa đi. Thử Chúa là như vậy nè, bây giờ muốn thử. Bây giờ bịa cái tiền đó ra, dâng cho Chúa 1/10, dù như 2 tháng, 3 tháng, để riêng ra thôi. Rồi trong 3 tháng đó mình đã nói là tiền này con dâng cho Chúa. Rồi coi coi mình có bị phá sản hay là mình có gặp khó khăn gì, thì mới nói là Chúa không có thành tín với mình, lấy tiền đó lại. Còn nếu mà mình mạnh dạn mình nói con dâng nó cho Chúa, mình sẽ thấy cái sự thành tín của Chúa. Và đó là cái cách thứ 3 mà ma quỷ không có thể cắn nuốt mình được. Cái này nó giống như hình ảnh mà David nói vậy đó. Khi mà ta chăn chiên, có những lúc thú nó đến là nó cắn chiên của ta, nó vô trong họng rồi, ta giật ra. Giống như Daniel vào trong hang sư tử, Chúa bịt mồm sư tử lại và nó không thể làm hại Daniel được. Chúa muốn bảo vệ chúng ta, Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng, Chúa muốn chúng ta kết quả đúng kỳ định. Cho nên quý ông bà anh chị em, cầu xin Chúa ngài ban ơn cho chúng ta. Cái thứ nhất, đừng có để nó lừa dối mình để thấy rằng Chúa của chúng ta là vua của sự thịnh nộ. Không, Chúa là vua của sự yêu thương. Ngài làm mọi việc trong tình yêu thương. Chúng ta có thể chạy đến với ngài bất cứ khi chúng ta gặp nguy hiểm nào.
Cái thứ hai, phải rửa mình, rửa sạch những cái bụi đất đó hàng ngày. Chúng ta sẽ có bụi đất, không cần biết là chức tước chúng ta là cái gì ở trong nhà thờ. Chúng ta là con người, bụi đất sẽ bám ở trên chúng ta trên hành trình theo Chúa. Phải có lời của Ngài để rửa. Mục sư thích học lời Chúa không phải tại vì mình là mục sư. Thật sự là vậy. Có ví dụ như bây giờ mục sư có thể nói là mục sư không tham dự cái giờ của cô Hạnh. Đâu có ai nói mục sư đâu có cần, phải không? Ổng mục sư rồi. Nhưng mà mục sư thích học, thật sự là như vậy. Mục sư không những cái giờ học kinh thánh nào, người Mỹ, người Việt. Mục sư thích là mục sư học. Mục sư vào trong nhà thờ River of Life, nhà thờ Mỹ. Mới vào dẫn gia đình vào, chưa có biết ai là ai hết. Tham gia vào trong cái mục vụ cầu nguyện đầu tiên. Tại cái đó là dễ, không có cần qualification, như cứ vô đó cầu nguyện thôi. Sau đó bắt đầu thấy họ có lớp học, mục sư vào ngồi học. Học riết rồi cái ông mục sư đó, ông ngán mình luôn, ông nói, mày lên dạy. Cái là mình lên là bắt đầu mình được tham gia vào những người dạy. Rồi ông dạy riết rồi cuối cùng bây giờ họ kêu mình làm director. Nhưng mà cần lời Chúa với ông bà anh chị em. Nhất là mình đã qua những cái thăng trầm ở trong cuộc đời. Mình biết là không có cái cách nào hơn là cầu nguyện và lời Chúa. Không có cái sự sức giàu nào mà siêu đặc biệt mà sức giàu xong rồi là về nhà khỏi cầu nguyện đọc kinh thánh hết trơn. Cái đó là cái mà mình với Chúa cố gắng giữ được cái đó thì là Chúa sẽ bảo vệ cho mình. Amen quý bà anh chị em. Hôm một sư dừng ở tại đây để muốn nói với bà anh chị em như vậy. Để kết luận một sư muốn. Một sư khi mà nhỏ thì dẫn Isabel là Nehemiah, Elisha, ba đứa con của mình hay đi bộ ở trong xóm. Thì đi bộ vòng vòng mấy cái khu đó thì có những nhà họ có chó. Cái chó nó chạy ra, nó sủa rần 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 rần. Thì mấy đứa nhỏ nó làm gì? Nó đang đi tung tăng vậy đó mà chó sủa là nó chạy trở về mình, ôm chân mình liền. Thì có nhiều lúc có những người neighbor họ ra họ thấy con mình sợ. Họ ra họ nói là chó nó ra không được. Tức là có cái fence rồi, có cái hàng rào, nó ra không được. Có nhiều lúc họ nói là chó nó buộc rồi, nó không có hại con được. Một sư thấy rằng có hai điều làm cho mấy đứa nhỏ có thể bình an được. Cái thứ nhất là nó biết rằng con chó đó chỉ có sủa chứ không có cắn. Sư tử nó chỉ có rống nhưng mà nó không có cắn mình được. Cái thứ hai là nó biết rằng nó chạy về ôm chân cha nó được. Và ma quỷ muốn đem chúng ta ra khỏi hai cái chỗ đó. Nó muốn chúng ta nghĩ rằng cha chúng ta là một cái người vua thịnh nộ. Để mình gặp chuyện mình chạy tán lạng mà không có chạy về với cha. Không có về ôm chân cha mình được. Cái đó là cái mưu trước của ma quỷ. Và cái điều thứ hai, mình không có giữ mình để rửa những cái bụi dơ. Và mình không có được cái sự bảo vệ của Chúa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nghe nó ro lên một cái, giống như người Diệp mình nói, coi như là nó sợ, là coi như là chết đứng luôn, là mình sẽ làm mồi cho ma quỷ. Phải tự tin tuyệt đối vào tình yêu của Chúa, bám lấy lời của Chúa và giấu mình ở trong giao ước của Chúa. Một sư cầu nguyện cho mấy đứa con á, một sư có cái hình ảnh đó trong đầu. Đầu tiên là xin Chúa gìn giữ con khi các con nó đi ra đi vào, cái mình thấy có thiên sứ đi theo. Nhưng mà vậy chưa, xin Chúa cho đặc ân của Chúa vây quanh nó như là một cái thuẫn tre. Tại lời của Chúa nói vậy mà, nó là đặc ân của Chúa vây quanh chúng ta như thuẫn tre thôi. Giờ Chúa vây nó lại bằng đặc ân của Chúa đây, bằng favor của Chúa. Không mày, không, xin quyết của Chúa bao phủ nó. Tức là từ trên xuống luôn, coi như là trước sau chung quanh trên xuống gì là bao phủ hết. Xin quyết của Chúa bao phủ nó. Thì để Chúa bảo vệ nó khỏi bệnh dịch, khỏi tai nạn, khỏi nguy hiểm, khỏi cám dỗ, khỏi điều ác. Quý ông bà anh chị em, ma quỷ không phải muốn bắt ai là ai, muốn cắn nuốt ai là cắn. Chúng ta có thể khiến cho mình trở nên indivisible, khiến cho mình trở nên không thể bị cắn nuốt được. Đó là khi mà chúng ta yên nghỉ ở trong tình yêu của Chúa, chạy về với cha của mình. Khi mà chúng ta rửa mình ra khỏi những cái bụi đất dơ ở trên hành trình. Và khi chúng ta gieo mình ở trong cái giao ước của Chúa,
ở trong sự dâng hiến để Chúa có thể ngăn chặn cái kẻ cướp phá nó không tấn công chúng ta được. Amen. Mời quý hội thánh chúng ta cùng đau đứng lên. Amen. Cảm ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Nguyện xin Ngài cũng cho chúng con biết rằng Ngài luôn ở đó chúng con. Như lời Ngài đã hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta cũng luôn ở đây bảo vệ con. Lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiêng, bởi ta bên cạnh con đây. Hỡi con còn lo lắng chi, lòng con tin khuyết có Cha luôn hằng bên. Không nào đúng khi sống ở trong Ngài, cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha, vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui Chúa Cha. Trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha, vì có Giêsu lòng con khai an, có Giêsu lòng vui Chúa Cha. Chọn cái bài hán kết, cái bài hát kết này quá cảm động, và Amen. Nó cũng nói lên được cái liên được với cái nội dung của cái sứ điệp ngày hôm nay. Hallelujah. Thật ra nãy mục sư khi đến sớm tập cái bài này, mục sư có nói với Trang là Trang cho mục sư cái bài này đi, mục sư muốn sẽ hát cái bài này ở trong cái lễ nhậm chức của mục sư. Amen. Mục sư muốn hội thánh chúng ta cùng hát lại một lần nữa nha. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa là chúng ta có Chúa ở cùng. Quý ông bà chị em cứ hát theo, mình
mình hát theo như cái lời của mình. Lời Cha phán nữa, hãy con đừng sợ chi, vì Ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, bởi Ta bên cạnh con đây. Hỡi con, còn lo lắng chi? Lòng con tin khuya có Cha luôn hằng bên, và không nào đúng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy? Chúa ơi, đời con cần Cha. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa tràn. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng không khiếm khinh, có Giêsu lòng con vững tin. Chính năng lượng của con, lời Cha phán hứa, hỡi con đừng sợ chi, vì Ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, với Ta bên cạnh con đây. Hỡi con, còn lo lắng chi? Con tin quyết có Cha luôn hằng bên, và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy? Chúa ơi, đời con cần Cha. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng không khiếp khinh, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lực của con. Vì có Giêsu lòng con Giêsu lòng vui chứa chan, Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng không khiếp khinh, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lượng của con. Giêsu là chính. Chị em. Amen. Tôi tin chắc rằng cuộc sống của chúng ta đã có những lúc chúng ta thấy như ma quỷ có thể hủy diệt chúng ta, cướp phá hủy diệt những cái điều gì chúng ta có được. Nhưng mà Chúa vẫn bảo vệ chúng ta. Chúng ta còn đứng được ở trong đền thờ thời điểm này, đó là bằng chứng của sự bảo vệ, và Chúa đem chúng ta ra khỏi những khó nguy đó. Chúng ta cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa tại đây. Tình yêu của Ngài đến với mỗi ông bà, anh chị em. Chúa ơi, cho chúng con chạy đến được với Chúa. Cho chúng con bám lấy lời của Chúa để rửa sạch những bụi đất trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con giấu mình ở trong giao ước mà Chúa hứa với chúng con, ở trong sự dâng hiến. Con cầu nguyện Chúa Ngài cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa. Tất cả những điều Chúa muốn chúng con làm là Ngài nghĩ đến chúng con. Ngài nghĩ đến làm cách nào để yêu thương chúng con, cho chúng con những điều tốt nhất.
bông quả chúng con sẽ được kết, sẽ được kết tụ đúng kỳ định. Chúng con cảm tạ Chúa. Chúa ban phước cho tất cả mỗi ông bà anh chị em, những người trực tiếp ở tại phòng nhóm và những người xem livestream. Con cầu xin Thánh Linh Chúa tác động ở trên lòng của mọi người chúng con. Con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể con cái của Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Amen. 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 Lễ thờ phượng đến đây cũng kết thúc. Nguyện xin Đức Thánh Linh của Đức Thánh Linh đi cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta trong một tuần lễ mới, và tin rằng Chúa sẽ luôn đi bên cạnh chúng ta. Hẹn gặp lại chúng ta vào thứ bảy tuần sau vào lúc 10 giờ.